Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip về vốn nhỏ anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chơi con iWin này với số vốn là 53k. Đây thì trước khi vào chủ đề chính thì mình vẫn lật poker trên dưới kiếm vài lít rồi mình sẽ chơi. Hôm nay mình sẽ bắt long hổ cho tất cả anh em cùng xem và thưởng thức nhá. Ok, mình chỉ cần lật lên tầm 4-500 mình sẽ qua bắt long hổ cho anh em xem nhá. Để xem hôm nay vốn 50k thì lên được bao nhiêu trong cái bộ môn iWin này anh em nhá. Thì mời anh em đón xem cùng mình nhá. Rồi, bây giờ lên 452k. Bây giờ mình sẽ vào long hổ luôn nhá anh em ơi. Để xem nào, để xem cầu với anh em ạ. Rồi, ra hổ anh em nhá. Rồi anh em đang xem mình nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá. Và đừng quên comment Momo bên dưới phần bình luận để mình quay ra đùm phát lọc cho anh em hàng ngày nha. Rồi, cầu này thì không có gì ngoài cầu 1-1 đâu anh em ạ. Đấy, nó đi 2-2 xong nó phải đi 1-1 anh em. 2-2 xong chắc chắn sẽ đi 1-1 anh em ạ. Kiểu gì cũng về 1-1 cho mà xem. Đấy, anh em thấy chưa? Rồi, ok, phát đầu tiên thì húp được 450 anh em nhá. Đấy, 450k lên gần 1 triệu rồi anh em nhá. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm cái con iWin này thì link trong mô tả nhá. Đấy anh em, tại thì mình sẽ nạp cho anh em mỗi người một slot nạp với lại tặng thêm anh em mỗi người một cốt nữa nhá. Rồi phát này tắt tay phát nữa anh em này, mình vẫn theo 1-1 anh em nhá. Rồi ok, ăn tiếp hai phát 1-1 nhá anh em ơi. Đấy còn anh em nào mà đang xa bờ xa đảo cần về bờ, đấy cần mình giúp đỡ thì anh em cứ inbox ngay qua Zalo cho mình nhá. Số Zalo mình để trong mô tả đấy anh em. Anh em xuống phần mô tả, anh em thấy cái link tải xong, anh em thấy bên dưới có số mình để số Zalo đấy anh em. Anh em cứ inbox thẳng qua Zalo cho mình. Đấy thì mình sẽ tặng cốt rồi nạp cho anh em mỗi người một slot nạp với lại adu được phết anh em nhỉ. Tất tay ba phát ăn cả ba luôn nhá. Rồi, mình bệt quá đúng cầu anh em ạ. Rồi mình sẽ tặng cốt này, nạp cho anh em miễn phí mỗi người một slot nạp này, nhưng mà nhỏ thôi anh em nhá. Và đặc biệt nữa mình sẽ đưa anh em về bờ. Anh em nào mà cần về bờ, cần kéo thì cứ inbox ngay qua cho mình. Đấy, mỗi người tại một lần là mình sẽ kéo anh em mỗi người một lần nhá. Đấy, một ID mình sẽ đưa anh em về bờ một lần nhá. Ôi toàn rồi. Không sao anh em mà tất tay 2-3 phát ăn thế là cũng ổn lắm rồi anh em ạ. Lên 2.8 rồi. Không sao, vừa mất 6 lít anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ra một lại phát anh em nhá. Rồi anh em có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ thực hiện theo những yêu cầu của anh em. Và rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt con hổ đi anh em. Mình sẽ tiếp tục bắt con hổ nhá. Đấy anh em nào mà đang xem thì đừng quên cho mình xin một like anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ai trời. Ôi là trời ơi, địt mẹ mình tưởng toang rồi anh em ơi. Mẹ mình tưởng toang rồi, đỏ thế nhỉ. Đỏ của anh em ơi, ông nào mà đánh long cái cay cú luôn anh em mà già còn hòa anh em. Ok, không sao anh em ạ, bây giờ mình sẽ làm lại phát nữa anh em ạ. Trật thì mình sẽ làm lại anh em nhá. Đấy, làm lại nhá. Phát này mình nghi nó sẽ đi 1-2-2-2 này. À quên, 2-1-1-2. Đấy, chuẩn cầu luôn anh em nhá, chuẩn cầu luôn nhá. Rồi bây giờ thì lên 5.6 này. Đấy, vốn 50k lên 5.6 rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt này. Cầu này thì long nó cũng đẹp anh em ạ. Long thì nó cũng đẹp anh em này. Bây giờ nên bắt gì đây anh em? Thôi bắt hộ đi anh em, bệt nhá. Mình sẽ bệt một phát nhá anh em, bẻ cầu nhá. Ôi hòa anh em. Mẹ suýt nữa thì anh em ạ. Suýt nữa thì mất 1.6 triệu chứ không phải là ăn đâu. Rồi ok anh em nhá. Bây giờ là ra hòa này. Đấy mỗi ngày thì mình sẽ dành thời gian tầm 1 đến 2 giờ. Đấy mình sẽ đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ nhá. Mình giúp đỡ anh em miễn phí thôi anh em nhá. Anh em không phải lo gì đâu. Mình giúp đỡ là giúp đỡ anh em miễn phí. Ngày xưa mình cũng từng. Ui là trời ơi anh em ơi. Đầm ra già kìa. Mẹ đỏ chưa anh em? Đỏ chưa? Ok lên 11 cụ nhá. Còn anh em nào mà thích xem mình like con iWin này thì đúng 8 giờ tối vào kênh Đình Lâm Gaming nhá. Anh em lên gõ YouTube của Đình Lâm Gaming sẽ ra kênh mình nhá. Rồi mình kiếm một vài củ gì nữa mình nghỉ anh em này, ăn tay này nữa chắc nghỉ luôn anh em, để xem đá anh em nhá. Ok, ăn tiếp anh em ơi, ăn tiếp thêm 1.5 triệu nữa này. Ngon chưa? Ngon lành cành đào chưa anh em? Lên 12.5 triệu rồi, chơi thêm một vài tay nữa đi anh em ạ.
chơi thêm một vài tay tâm sự anh em chút nữa đi. Đấy, nghỉ làm gì sớm anh em nhờ. Đấy, cứ đúng 8 giờ là mình sẽ live stream con iWin này bên kênh Đình Lâm nhá. Anh em nào mà cần trải nghiệm hay là ủng hộ mình cứ qua ghé qua kênh của mình nhá. Rồi phát này mất 1,5 triệu là phải chơi thêm tay nữa anh em, mà phải chơi thêm tay nữa này. Đấy, live stream mình có tổ chức event mini game với lại quay random phát lọc cho anh em hàng ngày nhá. Ngày nào cũng có nha anh em ơi. Ok anh em nhá, bây giờ nó đang đi cầu 1141 này. Mẹ mình sẽ quyết định bắt khi nào 11411 thì thôi anh em ạ. Đấy, ăn ngay anh em, ăn ngay vào 1-2 triệu nhá. Rồi chắc bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây anh em nhá. 450k chơi long hổ lên 13 củ nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.